Hello mọi người. Chúc mọi người có một thứ sáu vui vẻ. Hello mọi người, vừa đi về xong, vừa đá bóng về lạnh. Đéo xong qua đi mấy hôm về, thằng Tín nó làm gì ở trong cái phòng này. Về đéo một tí ga điều hòa nó nóng vãi lúa luôn mà. Thế là chiều nay tôi ngủ dậy, đầu việc đầu tiên tôi phải làm là tôi phải sửa cái điều hòa. Nhễ nhại mồ hôi các bạn ạ. Mẹ cứ một hai tháng là điều hòa là tôi lại hết ga máy lạnh. Tôi không hiểu tại sao nó lại bị như thế các bạn ạ. Có hôm qua tôi về tôi kiểu cảm thấy là mẹ mấy hôm đi quay mệt quá. Thế là xong rồi cũng nhận ra lâu chưa ăn với mẹ. Thế là tôi xin các bạn nghỉ một hôm tôi ăn với mẹ thôi chứ. Thế là làm vãi cả lều ra. Dầu rồi cái gì luôn thầy không hiểu luôn. Thế là hôm qua là tôi ăn tối với cả mẹ xong rồi tôi về. Đấy, xong rồi tôi hôm qua tôi nói chuyện mẹ tôi. Mẹ tôi bảo con biết con sẽ biết nên xem gì không. Đấy, nên sẽ báo công xử án. Đấy, thế là hôm qua mẹ tôi mới hỏi mẹ tôi là tại sao ngày xưa con không xem Tây Du Ký. Nên mẹ tôi mới giải thích cho tôi là bố mẹ tôi cũng không phải là những kiểu gọi là độc giả, cũng như là một gọi là bố mẹ tôi biết nhưng mà không phải là kiểu hâm mộ kiểu văn học Trung Quốc. Thế là ngày xưa tôi không học gì cả, tôi về tôi có hỏi mẹ tôi tại sao con không xem Tây Du Ký. Thế là gọi như là hóa ra tôi xem cái khác. kiểu thế. Thế là hôm qua ngồi nói chuyện cả mẹ em tí mãi mới được về. Mấy hôm đi quay trong cả tháng ngồi làm không bao giờ được về nhà ăn với cả mẹ đâu. Cái gì không, hôm nọ anh đếp vào khách sạn có Paragon ở với chị nào thì anh bị dở hơi à? Mà Paragon là anh đi cùng tất cả mọi người mà. Lần này đi tôi cũng chụp ảnh nhưng mà lần này có chụp qua cũng gọi như là ít thôi, ngắn thôi. Nhưng mà tôi đéo biết là có lộ gì không, nhưng mà chắc chả lộ cái gì cả. Ý là lộ sợ ekip quay thôi. Mà hôm chiều nay tôi cũng hỏi Mi Khôi rồi. Đấy, làm ví dụ mà hiện logo thì có sao không, chỉ cần không biết là nội dung quay là gì thì tôi Mi Khôi bảo ok thế cũng được, thế anh em mình ngồi xem tí thôi. Chứ làm chả có gì mà lộ cả. Paragon tôi ở cùng anh em lần này đi là ở cùng hết một chỗ, tôi có đi đâu các bạn. Quay vãi cả lều ra, trời đất ơi. Về gặp các bạn vui chết mẹ, các bạn biết là kiểu mấy hôm đi ấy, tự nhiên là mình đang vào một cái guồng, tự nhiên cái công việc này nó trở thành một phần của cuộc sống của mình rồi. Thế tự nhiên một buổi tối mình bị ít đo quá ấy. Đấy, chỉ lên đây mình có nói nhiều ngoài đời mình nội tâm bỏ mẹ, thế là mình cảm thấy tự nhiên là mình cái năng lượng mình nó khác đi. Đấy, mà thôi cũng được, mình đéo thể kiểu lên đây nói mãi được đúng không? Đấy, thì cũng phải có ngày nghỉ ngày không. Nhưng mà cũng đéo phải gọi là nghỉ, cũng đéo phải là nghỉ. Tại vì đi quay. Đây nè, cho các bạn xem nào. À, Xuân La, 10 giờ sáng. Hôm đây là gương mặt của một người đóng ngu công. Trông thì hơi ngáo một tí, nhưng mà các bạn thông cảm. Hôm đấy lúc đấy là nói thật là các bạn sáng ngủ dậy buồn ngủ quá, chưa gội đầu đâu. Gội đầu là vào tít Sài Gòn mới gội cơ. Còn để nguyên tóc từ hôm trước đi đấy. Cái lùm đây là một cái vẻ mặt của một người biết là 4 ngày tới, thậm chí là 4 năm gì đấy, dạ sẽ không được chơi ngu công. Nên là một người nghiện vũ công vãi lều. Tôi quyết định đêm hôm trước là chơi đến 7 rưỡi sáng tôi mới đi ngủ. Tôi đánh xong được thực ra tôi mới chơi đến kiểu giữa chắp bài, như là gần cuối rồi hay sao ấy. Đấy, giữa thôi. Đấy, đây là chơi cũng là 7 rưỡi ngủ đúng 2 tiếng, 9 rưỡi dậy mà lấy đồ đi ngủ luôn. Theo sáng vip một phát. Tại sao tôi lại đeo kính dâm? Tôi lại mượn kính dâm của em Tím, tại vì đeo vào để lên máy bay ngủ các bạn. Đấy, ông đi thôi. Đâu nhỉ? Đây, đến sân bay nào. Rồi đến sân bay thì lấy nhiều lắm rồi. Nhưng mà đến thì tự nhiên là tôi gặp các vị huynh đài của tôi. Như thường lệ, tự nhiên hôm đấy đến là thấy mỗi anh Ngọc với cả anh Vodka Quang đó. Mấy anh ấy đọc xong hết phở rồi. Em đẹp anh ấy truyền thống, thế lại một lần nữa. Không có lần nào đi Sài Gòn là không vào cái quán này cả. Tôi ăn phở nhiều đến cái mức mà lần này về tôi không ăn phở nữa, tôi ăn bún các bạn ạ. Ăn phở nhiều lắm rồi. Đấy, nhưng mà các bạn phải nói thật đi, là nhìn góc này anh Bông Minh nhìn giống Jack vãi thế cả các bạn luôn. Cái mũ đây nói thật cả bạn, áp ảnh này lên mạng bảo tôi đi ăn cơm với cả Jack nhá. Đấy, người ta nhìn này chắc đéo nhận ra đâu. Mũ che mắt đây trông giống Jack vãi luôn. Nhìn cái form mặt nữa cả, mẹ quả mu lét thế kia. Nói thật luôn, tôi nghĩ tôi đang ngồi với cả ngôi sao miền Tây mà các bạn. Ừ, các bạn nhìn thoáng qua xem, bảo là đang ngồi cạnh anh Vodka Quang cả anh Jack mạnh lớp 4 đấy bạn, chưa chắc là mọi người đã biết đâu. Ừ, trông bí ẩn vãi lều. Anh Bông thì đóng xong hết rồi, anh Quang cũng thế. Đấy, lần này đi là tôi trong team là có tôi này, anh Ben này, Bô này, Nhím này, Bông Min này, anh Quang Vodka với anh Khôi. Đấy là 7 người đi. Còn 7 người nữa thì xong rồi các bạn sẽ biết là. Nói chung là mấy anh em đi quay thì nói luôn là cho FC Online. Đấy, xong rồi đi quay thì hình như tôi nhớ là cái đoàn Hà Nội cũng phải có chục người đi. Đấy, bao gồm cả anh Trách nữa là 8. Đấy, còn lại là ngoài anh Trách ra thì cũng có một ngôi sao đến từ miền Tây. Đây là anh Khoa Rambo, yes sir, Louis Vuitton. Đằng xa kia là có anh Khôi đang gãi mũi, chắc là nhớ vợ quá. Ở bên trái thì các bạn có thể thấy đây là, đố bạn biết đây là ai? Vẻ mặt bụng như này. Đây là thầy Lân Harry. Thầy Lân Harry.
Nhưng tại là đang đi hôm nay lần này đi là có một cái khác. Đố các bạn biết là cái khác là gì? Tức là bình thường là tôi thấy thầy lần này bình thường là đi ha, đi đi kiểu đến là bao giờ cũng có hội, có hàng. Tức là đi đi sao đi, có đi đi ra mặt trông buồn lắm. Đi đi coi nhà đi à, chào anh em nhá. Nó bảo ô thầy đi trông bơ vơ này. Thầy đi mình nó bảo thầy cười. Vãi lúa luôn, đây hình như là 5 giây sau khi tôi chụp cái, vừa chụp cái ảnh này nhá. 11:30 anh nhím vào bảo ôi bắt cái bắt phở 12:00 bọn tôi bay. Vừa ngồi xuống vừa dọn bắt phở ra thì bên kia chuyến bay VN251 sẽ khởi hành vào lúc 12:00 tại cửa số 11. Đấy, thế là đứng lên luôn. Như anh nhím một chiếc bắt phở đã phải lên máy bay các bạn ạ, lúa luôn mà. Vừa gọi 11:30 12:00 bay rồi, vẫn có ăn bắt phở, hassle vãi lều thật. Lần này vào Sài Gòn lúc mà bọn tôi mới vào ấy, tự nhiên anh em nhìn nhau, ui, trời Sài Gòn đẹp thế nhở. Đấy, lúc đầu đến đúng cái lúc đấy kiểu mây che sao, bọn tôi thấy nó nắng cứ nhờ. Mọi người nhìn cái trời này từ cái ảnh của tôi, lúc mà bọn tôi cất vali lên thì thấy nắng nhờ, được 5 phút sau nắng chang chang các mẹ luôn. Ui, cái chuỗi 4 ngày này vào ấy, thì các bạn biết rồi đấy, quay thì phải có quay cả trong nhà lẫn ngoài trời, nhưng mà hầu như là ngoài trời đúng không? Thì quay thì phải nắng nó mới đẹp. Lần này vào Sài Gòn mấy hôm, Sài Gòn cứ nắng, xong rồi mưa to mẹ luôn, mưa thì kiểu mạnh bão tới, gia xua đến lốc mẹ bay hết. Bọn tôi căng dù bạt các thứ lên, gia xua cứ đến lốc liên tục vào mồm cơ mà. Mẹ mà ô các thứ đổ tách tách lách chành bành ra các bạn ạ. Nó cứ mưa xong rồi nó nắng, xong rồi nó lại mưa, xong rồi nó lại nắng. Thật thường như lòng dạ phụ nữ luôn các bạn ạ. Tôi chả hiểu luôn, sáng nắng chiều mưa tối thẫn thờ, không hiểu luôn. Đấy, thế là lần này ở Sài Gòn là cái đợt này là vào là thời tiết là hơi dị. Nó mưa tầm 2-3 tiếng rồi lại nắng. Nắng lên nó đẹp. Sau đang nắng mà trời vẫn còn nắng nó lại mưa. Đủ má, thật đéo hiểu là muốn cái gì. Thật sự luôn. Quận 7 mưa to quá anh ơi, quận 7 mưa là đúng rồi. Đấy, thế là tôi, đây quay trở lại câu chuyện. Thì bọn tôi lúc đến thì chia ra mà 2 xe. Thì có địa chỉ của bên khách sạn, bên Canada book cho rồi. Thế là bọn tôi ấy thôi. Bọn tôi lần này đi gọi như là đi như chủ tịch luôn mà, thấy không? Đừng làm anh cáo. Hiểu chưa? Anh mấy hôm anh hơi bận, giờ bây giờ anh là một con người ở một cái cương vị khác rồi. Hiểu chưa? Nhanh lên không anh, anh bực mình nhá. Trông hơi nhăn nhá, hơi nhầu nhá, trong tay cầm nhá, trông bực mình nhá. Hay chưa? Cầm vét, tay cầm vét mà đi dép lê. Tiện vào SCCO ship lọ sa tế chán xếp. Tiện vào không, Sài Gòn không ship lọ sa tế, đéo hiểu sao. Con mẹ tao ship hay không, đấy là việc của tao. Tự nhiên cứ có mấy thằng vào nhắn cho bạn kia bảo là anh ơi anh ship sa tế chưa? Thế là bạn nhắn ra anh ơi, Phan Anh bảo anh ship sa tế cho em chưa nè. Má mà chúng mày được việc quá, tao ship thì tao tự ship. Tao có tay, tao có mồm, tao tự đưa cho người ta được. Có phải vào nhắc là anh ghép nhà chị đã ship lọ sa tế chứ, cứ phải tò mò làm cái gì không hiểu luôn á. Tao ship việc của tao. Đủ má mà cứ vào nhắn hỏi anh ghép ship lọ sa tế chưa, dỗi thật. Thế là người ta bảo anh ơi, đây này Phan Anh bảo ship sa tế anh chưa ship à. Má mà cay thế nhở. Cứ lủ má mà đây. Mà thôi cho quay trở lại câu chuyện. Đây là lúc mà tôi đến khách sạn này, mà tôi ở khách sạn Paragon. Và lúa luôn, nghe như kiểu lồng năm góc các bạn ạ. Đấy, Octagon cái gì đấy. Đấy, nên là lần này là ở khách sạn cũng ngay ở quận 1. Hai lần trước thì ở chung một khách sạn là bọn tôi FC Haybook của ở cái khách sạn đấy ở mãi rồi. Thế là lần này được chuyển qua bên này. Bởi vì trông quả sảnh trông quách select. Quách select các bạn ạ. Đến là cả hai xe đến luôn. Các anh lớn là đang chuẩn bị vào sảnh ha. Đấy, thế là khách sạn này ở cũng thoải mái. Vào phòng ốc và tí các bạn lên hình như là cũng thấy. Cũng gọi là cũng to. Cũng to các bạn ạ, được cái giường to vãi lúa. Phòng thì cũng bình thường nhưng mà giường to. Hôm nay tôi có review phòng khách sạn này. Đây. Đấy, mấy anh em mà chung một thang máy. Thang máy đẹp luôn đấy chứ. Xong rồi lên phòng. Nghỉ ngơi một tí. Cái đéo gì? Robot à? Wow. Hết bị luôn. Mỗi người một phòng các bạn ạ. Cũng rộng phết. Giường to dã man. Giường hơi bị to luôn. Toilet thì nhỏ xinh. Nhưng mà thực ra nhá, tôi thích mấy khách sạn. Thực ra là tôi không thích cái ví dụ mà đến tất cả khách sạn kìa. Đấy, là đứng ở cái bồn này cơ. Thích tập đứng, tôi không thích cái bồn đấy. Nó đã gọi là bồn, là phải bồn riêng. Bồn nước ngoài, bồn ghép vào chung này khó chịu lắm. Tắm nước nó phòi. Mỗi ngày một tầng. Nhưng mà cái giường to thật các bạn. Ủa má, nhưng mà giường to như này các bạn ạ. Chả hiểu sao, chả có ai đến nằm cạnh. Tự nhiên nằm được. Tức là tôi hôm đấy tôi đến là buồn ngủ quá đúng không? Buồn ngủ quá. Anh em rủ, anh không thì đói. Xong mấy anh em kia cũng mệt, anh Khôi rủ đi ăn. Xong tôi bảo không, cho em nằm một tí, nằm đúng 5 phút rồi. Xong tôi nằm muốn 2 tiếng. Thì cái dự định của tôi là tôi sẽ ngủ 2 tiếng rồi đúng không? Tại vì tôi buồn ngủ quá đó, anh. Buồn ngủ quá, thế là tôi nằm ra 5 phút tự nhiên cái điện thoại gọi. Má em cứ tưởng ai đó nhớ tôi trong cái đất Sài Gòn này. Tự nhiên thấy Lâm Đình Khoa. Alo, đủ má đẹp ơi, anh quên sạc rồi. Mày có sạc không cho anh xuống nằm chung với.
Rồi rồi, rồi thế là xuống luôn. Mà các bạn biết rồi đấy, iPhone thì tôi không hiểu tại sao tự nhiên lấy cái đời này nó đổi cổng làm cái đéo gì. Bây giờ làm thế là làm mấy cái dây khác. Thế là ông ấy đến, thế là ông ấy xuống nằm. Tất nhiên là lúc đấy tôi buồn ngủ lắm rồi, tại vì hôm qua tôi mới ngủ được có 2 tiếng trên máy bay thì ngủ vật và vật vờ được có tiếng thôi. Ngủ được tiếng thì tiếp viên lại gọi dậy đúng không? Mà anh ơi ăn gì ạ? À? Anh ăn cơm cá, anh ăn mì nuôi sốt bò ạ. À? Thế là tôi lại tỉnh luôn. Má mà. Nếu có cái chức năng gọi như là em đang buồn ngủ quá chị đừng gọi em dậy, thế tôi lại phải đớp. Lại phải ăn các bạn ạ. Đấy, ăn xong vừa đặt lưng xuống đến khách sạn chiếc ngủ. À đồ đẹp ơi. Có gọi như là có sạc không, thế là xuống. Vừa xuống cho ông mượn sạc. Anh cứ sạc để em ngủ nhá. Ok, máy ngủ đây. Đang nằm xem TikTok. Đây các bạn thử tưởng tượng tiếng TikTok của nó sẽ to như này nhá. Đây tiếng TikTok của nó sẽ như này. Nó sẽ mắc tiếng đi. Xong tự nhiên. Cái lùm hoam. Thì cả bầu trời của tôi như tối sầm lại. Các bạn biết rồi đấy, dạo này anh em nhá, có cái chiêu nhá, có một cái channel rồi. Mà dạo này tôi thấy ai là cũng tổ phỉ hoảng với nhau rồi. Anh Ben vào thang máy cũng đánh rắm. Vãi cái liều thật, đánh cái bức ở anh Khôi ở trong phòng anh Ben. Anh Khôi còn bảo là, ê, nãy mày đi thang máy cùng thằng Ben nó không đánh rắm mà. Ừ, bây giờ không đánh rắm là ngạc nhiên, kinh vãi luôn luôn. Xong đó bọn tôi còn nghe được một tin tức, đấy cả nhân viên của Gà Rán là My Khôi. Đấy, tức là hôm đấy là thế này. Từ hôm đấy là tôi nghe bảo là có anh Ben này, có Bô này, có anh Khôi hay là có My Khôi, có mấy ai nữa ở trong thang máy ấy. Thì tự nhiên thang máy đang đi, có mùi thối nó bốc ra. Thế là tất cả anh em refund bảo không anh đánh. Thế là cuối cùng mọi người bảo không ai đánh thì chắc chắn là My Khôi ở bên Garena đánh rồi. Vãi lều thật. Thế là như nào nhờ? Mày điều tra vụ án, hỏi anh Ben thì anh Ben chối bảo chắc chắn. Em bảo em đánh em làm chó luôn. Ấy trời đất ơi, cái vụ án này căng thẳng này. Vẫn chưa biết là thủ phạm ở đâu. Dạo này anh em cứ chăm nhau cái yêu thương kiểu gì các bạn không hiểu luôn. Đấy, nó rất là khổ luôn bro. What the fuck is this bro? Đấy xong rồi bọn tôi ngủ dậy trong chiều bọn tôi đi ăn. Tôi ngồi đợi mãi anh em chẳng có gì ăn cả. Chả biết là anh em đi đâu làm gì cả. Tại vì mãi anh em ông thì đi ăn. Ông thì gọi như là đi uống ngày đầu tiên thì chả có lịch gì. Thế là tôi lại tự đi ăn. Tự đi ăn tí đồ Trung Quốc. Chả có ai rủ. Thế là cuối cùng là rủ bà chị ra ăn tiếp. Ăn tí đồ Trung Quốc thôi. Thế xong rồi đi về. Xong rồi đi về thôi, chả có gì cả. Đi về. À đi về tối hôm đấy hình như là đi uống rượu thêm tí nữa. Thế là anh Nhím rủ. Đợt đấy anh Nhím vào Sài Gòn nói chung là cũng vui. Anh Nhím rủ đi uống rượu. Rủ đi uống rượu thì đi uống rượu gái Nhím tí. Xong rồi tại bọn tôi đách củ sớm rồi. Thế là uống tầm khoảng 1-2 giờ ở đấy. Thế sao hôm trước nhá. Tôi bình thường tôi không uống. Thế là hôm trước là đi uống rượu thì cũng uống một tí. Hôm đấy đéo buồn ngủ nhưng thấy say say thấy vui vui mình bảo chết con mẹ rồi. Thôi được rồi, từ bây giờ mỗi ngày hay là mình mọi người cứ trêu là mày phải uống rượu cơ. Tôi dạo này là tôi hay được các anh bảo lắm. Mày ấy mày phải hiểu cái cảm giác uống rượu vào say cho nó hát nó gọi như là nó ấy đó. Mày phải tập uống rượu đi, mày tập uống bia đi. Bỏ mẹ, bây giờ mỗi ngày mình làm ly đi nhở, vãi lúa luôn. Đấy, anh em bây giờ xung quanh ai uống rượu uống bia mình đéo uống được, mình cảm thấy mình thấp kém thế đéo. Nhưng mà tất nhiên là tôi đéo thích uống luôn. Tôi uống xong rồi tôi bị nóng và tôi bị ngứa tôi, ừ. Nhưng mà dạo này ý là ngày xưa uống kiểu mình đéo nhìn do đấy, mà dạo này ví dụ đi một tùy chỗ đấy. Đấy thì có hôm trước đi sinh nhật chú này uống tí bia cũng thấy vui. Tôi bình thường tôi uống bia rượu mà tôi say tôi đéo thấy vui. Tôi thấy là kiểu tôi bực mình tại vì là mình cứ buồn ngủ. Mẹ bây giờ uống vào thấy vui thì đéo nào như vậy luôn chết rồi. Chết con mẹ ơi, không có uống làm gì à? Thì không, em đép uống ít đó, em đép uống được nhiều đâu. Mọi người hiểu không? Em đép uống được ở đây là uống chắc là 1 ly, 2 ly. Bình thường em đép uống ly nào. Xong rồi uống rượu xong rồi về ngủ thôi. Còn đây là 5 giờ sáng hôm sau. Cả đoàn tôi là đây này, phòng tối om luôn. Từ 5 giờ sáng là tôi là bắt đầu phải gọi như là di chuyển. May quá hôm nay tôi đặt chuông 4:30 thì đéo nào. Xong rồi 4:35. Xong đến đúng 4 giờ khoảng tầm 56, tự nhiên anh Khôi gọi, alo, mày dậy chưa, tao xuống rồi này, em xuống đây. Thế là như một cỗ máy, em đép đóng một phát vali lao thẳng xuống dưới nhà, chạy lên xe buýt, đổ má, vừa khít lộ đi các bạn ạ. Holy shit bro, chết con mọ. Nhưng mà dạo đấy mày có bị thiếu ngủ không, nào cũng phải dậy 5 giờ sáng này. Đấy, đi từ lúc Sài Gòn đâu sớm tinh mơ như này. Shit. Không đánh răng, không có đánh răng đâu, tôi mang cả vali đi mà. Xong rồi tôi đến cái chỗ trường quay tôi còn tắm cơ. Tôi còn tắm và đánh răng ở đấy mà các bạn. Ừ, tôi đến đấy tôi tắm mà. Tôi tắm cho đeo tắm đeo chịu được. Sao tôi đã tắm đâu, tôi là trước khi đi đâu ra ngoài là tôi đều phải tắm. Thế tôi đến đấy tôi kiểu tất nhiên là người mình nhá. Nói thật là kiểu nước hoa. Hôm trước đi uống rượu các bạn biết là lên bar chỗ đông người xịt hơi quá tay. Lại sáng dậy vẫn ngửi thấy mùi thơm của mình cơ mà. Đấy,
Thế có hiểu kiểu gì xịt đến mức đấy cơ mà. Thế là đi ra ngoài tôi biết là tôi vẫn thơm, nhưng mà tôi cảm giác là tôi vừa ngủ dậy rồi, tôi chưa tắm, tôi đi ra ngoài tôi khó chịu lắm. Thế là tôi đến ngay chỗ đấy, mày qua trong cái túi gọi đồ gọi như là vệ sinh của mình. Thế là có một lọ sữa tắm mà ngày xưa hôm tôi đi Úc bình thường, tôi biết là tôi mang sữa tắm đi cả tại khách sạn đã có. Nhưng mà cái đợt sang Úc thì các bạn biết rồi, cái khách sạn mà tôi với cả nhà tôi ở đi có sữa tắm. Thế tôi phải đi mua sữa tắm. Đấy, thế là tôi lại để vào đây bây giờ. Thế hôm ấy đến cái phòng gọi là cái phòng gì ở một cái ekip quay ấy, ở chỗ đấy có chỗ tắm, lại có mỗi dầu gội đầu, đeo có sữa tắm. Thế là tuyệt vời quá, thế là em đem được tắm. Đủ má mình chứ mẹ mắc binh luôn. Lạ đó, lạ. Anh em ngủ hết rồi. Cười. Đấy, vui lắm, dạ vui lắm. Các bạn đã toàn cười thôi, các bạn nhìn chưa? Vui chưa? Úi dồi ôi, dạo này anh nhím này nhá. Cứ hở ra một tí là anh ấy như này các bạn ạ. Này, vào camera nhá. Chỉnh cam trước. Anh bảo anh đang xem răng của anh ấy. Ừ, nhưng mà anh cười tươi lắm, anh tập cười hay sao ấy. Ừ, hình như là đợt tới sắp đi làm người mẫu là cái gì. Cứ mở cam ra tập cười các bạn. Ừ, dã man thật. Đây, tôi đây, vác cái liều thật lên xe. Định cắm tai nghe ngủ, nhận ra tai nghe hết con mẹ pin đen thế. Thể tôi đi xe mà cứ đeo cái tai nghe khó chịu bứt rứt trong người. Không hiểu được. Tức là kiểu ngồi xe, tức là bình thường mình có thể ngồi xuống nói chuyện cả mọi người, nhưng mà cứ đi xe tôi thích cắm tai nghe, tôi đéo muốn nói chuyện với ai cả nữa. Ở đôi khi thế tôi bị quen mẹ rồi, tôi thích kiểu mình tự kỳ tí trên xe, tôi thích kiểu cảm giác đi xe trong chành đi máy bay cũng thế, xong rồi cắm tai nghe vào nghe. Thể hết con mẹ pin đen. Chạy cái gì tôi mà chạy. Thế là không có gọi như là tai nghe, thế là mình lại phải socialize thôi. Mà socialize tầm giờ đấy cũng đéo có ai cơ. Vãi quả lúa thật, 5 giờ sáng anh em ngủ trương hết người lên, còn socialize với cả ai nữa, cả tình yêu. Làm gì có gì đâu mà socialize bro. Đấy, xong đến ekip quay. Đấy, có một số gương mặt là các bạn có thể nhận ra. Anh em, đây có anh MC bình luận viên Tuyền Văn Hóa. Và mấy anh em bên kia sáng đến thì đoàn cho bọn tôi ăn bún thịt nướng baby. Uống tí nước quất. Ủa, cái bún thịt đường ăn ở set quay của bên SLA chắc là bao lần được. Bún này ngon vãi lúa luôn. Thật sự là ngon. Mỗi tội làm tại vì mấy cái đồ này thì thực ra là cũng không phải gì đâu. Nhưng mà ví dụ bún này nhá, tôi quen là kiểu bún chả ấy. Bún chả, tức là tôi ăn bún thịt ở Sài Gòn lắm, nó cũng ngon. Nhưng mà cái nước nóng, cái nước mắm thì nó hơi nóng hơn một chút thôi. Cái bún chắc chắn là đẹp nóng luôn. Đấy thì ngon hơn. Nhưng mà có đoàn quay này ngon lắm rồi. Anh em buổi sáng ai buồn ngủ các bạn thấy không? Bỏ húc rồi. Đấy các ông ấy, kiểu cảm giác là bây giờ bọn tôi quen mẹ đi quay là cứ từ 5 giờ sáng đến khoảng tầm 11 giờ đêm, 12 giờ đêm ấy. Đi cả ngày ấy mà đéo có lúc kiểu chỉ ngồi xong rồi kiểu ngồi chợp mắt, cố nhắm mắt khoảng tầm 1 phút thôi ấy. Đấy, thế là biết là ngày hôm đấy rất dài, hôm đấy tôi nốc phải 2 lon bổ húc một cốc cà phê các bạn ạ. 2 lon bổ húc một cốc cà phê. Mẹ đến cái mức mà đến buổi chiều tôi thấy bụng tôi mẹ cứ hơi ba mấy phút nó đau bụng một phát. Cái lùm mày mày mệt vãi cứt luôn mà, ừ đừng có đùa. Được chưa? Đấy, mặc dù là hơi mệt thì thôi, nhưng mà các bạn thấy không, bọn tôi phải đóng sơ mi. Các bạn tại sao thấy những cái chiếc ảnh ở trên Facebook gọi như là mặc vest? Ờ, bọn tôi mặc vest, đầu tiên là bọn tôi mặc vest các bạn ạ. Đéo sao đi quay quảng cáo mặc vest, được chưa? À không phải quảng cáo đấy, quay game show chứ, mà mặc vest đấy các bạn. Còn game show về nội dung là gì, như nào thì các bạn biết. Được chưa? Đéo hiểu sao. Lần đầu tiên đi quay một set quay, tôi phải đóng kiểu cúc sơ mi như này, holy shit fam. Thế mà tại sao lại như thế? Đấy, các anh tài ở đây hiểu không? Cũng gọi được. Các bạn nhìn quả áo vest đi. Đây là quả áo vest của một người người ba, người chồng. Nhưng mà hình như là thích cái style của mấy rapper miền Tây sao. Mặc quả vest Hàn Quốc vãi lúa luôn. Được chưa? Mặc vest oversize. Thực ra vest này là của set quay. Tại cái vest của anh Bông như là ở Hà Nội sao ấy. Đấy, mixer, mix sủng các kiểu luôn. Đấy, nhiều chủ tịch lắm các bạn ơi. Đấy, chủ tịch được chưa? Chủ tịch này vừa make up xong, mặc đang uống trà tắc nhá. Ơ, Jack mà, anh Jack mà. Đằng sau có mấy anh em nữa, đây là anh có mấy anh em FC Online tôi cũng hay xem lắm. Như kiểu anh Thành Hòa, mỗi lần tôi vào chỉnh đội hình các thứ đó toàn xem anh Thành Hòa. Anh Thành Hòa cũng rất là nice. Lần này đi thì cũng anh Tú tôi gặp rồi. Anh Tú I Love FIFA tôi gặp mấy lần rồi. Còn Pressing Time tôi chưa gặp bao giờ này. Pressing Time. Còn thầy Lân thì cũng gặp mấy lần rồi nhá. Còn lần đầu tiên gặp anh IB Robot. Lần thứ hai hay lần thứ ba thì đã gặp anh Bình B. Đấy, có mấy anh em gọi như là creator bên FC Online. Đấy, thế là lần này cũng là được có cơ hội với cả tham gia với cả anh em cũng rất là vui. Đấy, mặc vest mặc vùng các kiểu. Đấy, mặc vest xong rồi bọn tôi trông bơ phờ không. Ui, các bạn nhìn đi. Ba anh em bọn tôi đi giày thực chất là giống nhau, nhưng mà hai anh này mới là giày đôi thôi. Còn đôi của tôi thì cũng là như thế, nhưng mà phiên bản giày đinh.
phiên bản của tôi giày đinh nhưng mà lại là cỏ giày nhân tạo. Tại vì là tôi chỉ lấy cái phần trên giày đinh thôi các bạn ạ. Thực ra là nếu hiểu sao ai nghĩ ra cái idea này, nhưng mà hai ông anh tôi chơi trước. Đấy là lấy cái giày bình thường nhưng mà phiên bản là nó là trên đinh dài cơ. Đinh dài xong rồi mua thêm một đôi đinh bình thường nữa, xong rồi tháo cái đế đinh dài ra vứt đi, xong rồi thay cái đế đinh bình thường vào. Nhưng mà cái phần trên này của mấy cái đôi đinh đinh cỏ tự nhiên ấy, mẹ nó thích chất, nó thích hơn ấy nhiều, nhưng mà nó hơi mắc một tí thôi. Đấy, nhưng mà chất nó kiểu nó hơn mấy đôi đinh cỏ nhân tạo nhiều các bạn ạ, đi nó mềm lắm. Đấy, đẹp á. Đôi này cũng được mà, nhưng mà màu hồng trông hơi cánh sen tí các bạn ạ. Xong tôi bảo anh Khoa nháy cho bọn em mấy quả gành gang tí đi, trông chán đời không. Trông đéo gành gang tí nào. Holy moly luôn. Ui, xong ngồi kiểu quay cục các thứ, bên kia còn mua trà sữa bơ caramel cho các bạn ạ, cho bọn tôi mà các bạn. Béo vãi lùa luôn. Sợ anh em đói gì ấy. Nói chung là tất cả những ekip quay tôi, ekip FC Online là luôn luôn sợ bọn tôi đói. Đấy, xong rồi quay mãi mà không được cầm điện thoại đâu các bạn ạ. Đây là tầm này là 4 giờ chiều rồi nhá. Chung là quay nguyên một ngày. Xong đến chiều là không cầm điện thoại đâu, tại vì là vừa phải đeo mic xong rồi còn vừa phải có kiểu điện thoại điện thủng các thứ, làm sao mà có thể gọi như là nhắn tin nhắn tủng gì được đấy. Chả quay cái gì hậu cảnh ngoài luôn. Đấy. Không đấy, cứ hơi tí là mưa. Các bạn thấy không? Trời nhá, cứ hơi tí là mưa. Ừ, không hiểu sao. Kiểu Sài Gòn dạo này mấy hôm nay vào nó cứ buồn kiểu gì. Nó cứ mưa xong rồi nó lại nắng, mưa xong rồi nắng mà mưa. Mưa xong rồi phải che hết thiết bị quay cùng cái thứ đi. Đây này. Xong rồi tôi quay đóng một phát đến 6 rưỡi tối, xong rồi làm đóng nhanh bát phở, phở của đoàn. Xong rồi lại quay tiếp. Đây là lúc 8 giờ tối này. Đấy, bơ phở lắm ở đây, muốn về lắm ở đây. Đấy, nhưng mà bọn tôi nhận ra là về thì cũng quay thêm vài cảnh nữa. Thế là nói chung là hôm đấy là cũng phải tầm 11 giờ là mới xong. Quay liên tục mà tạ tựa mà có đuối ơi luôn mà các bạn. Quay liên tục luôn. Đây, đây là lúc 10 giờ tối. Cuối cùng cũng được ra về 9 giờ tối. À 9 giờ à? 9 rưỡi. 9 giờ 24. Tạm biệt. Mệt vãi cả lúa luôn. Đến rồi rồi. Đấy, sau bọn tôi chạy mãi chạy khoảng tầm 30 phút. Cái chỗ quay của bọn tôi thì ở Thủ Đức. Trong Thủ Đức thì đóng gần về ở quận 9. Quận 9 là bọn tôi ở một chỗ tên là The Stay Sài Gòn. Lần này FC Online rất chơi. FC Online book cho bọn tôi nguyên một cái gọi là khu resort cho tất cả anh em và equip ở luôn. Vãi lều luôn mà. Cái resort này có 13 phòng. Thế là phòng nó cũng ok, nhưng mà ý là kiểu không có khách khác luôn ấy. Có mỗi bọn tôi thôi các bạn ạ. Tại vì bọn tôi còn quay ở đây nữa. Mỗi bọn tôi ở đây thôi các bạn. Vãi lều luôn. Holy shit. Ngủ rồi anh nhím ơi. Thoải mái. Ngủ rồi anh nhím ơi. Bơi ba đã. Được chưa, chơi không? Đấy, nhưng mà quay trở lại nhìn anh nhím này. Ôi, ba đã. Tôi bảo là okay, 10 giờ em bảo 10 giờ tối là 10 giờ tối là buồn ngủ, mệt lắm rồi. Thế là tôi bảo anh ấy bảo ngủ thôi. Anh ấy bảo mà ngủ còn đi ba nữa. Sao anh ấy thích đi ba lắm. Đi ba. Thế đi thôi. Xong đến đây nhá. Thực ra là bọn tôi chưa được xuống luôn. Bọn tôi đến khách sạn từ 10 giờ. Tôi đến khách sạn từ 10 giờ nhưng mà phải đợi xe của đoàn quay. Xe của đoàn quay nữa đến. Tại vì đến đéo quay được, đéo có máy quay. Thế bọn tôi ngồi trên này một tiếng nữa. Ngồi một tiếng nữa xong cuối cùng cũng được check in. Vừa check in gần thì thôi, bắt đầu mưa, lại mưa tiếp. Mưa liên tục. Xong bọn tôi ngồi quay một chút xong rồi mới lên phòng. Review phòng cho anh em. Nhìn tôi ạ. Phòng này tiêu chuẩn là 3-2 người ở thôi. Nhưng mà thế nào ba bọn tôi thì nhận ra là không thể sống thiếu nhau được. Thế ba anh em quyết định là nhường một người nữa là cho phòng anh em khác. Và ba bọn tôi ôm nhau ngủ. Review khách sạn. Ba bọn tôi ôm nhau các bạn ạ. Nhìn tôi ạ. Vì còn là ba người. Yes sir. Ủa lúc này đến đây là đói dã man luôn ấy. Tại vì lúc đấy 11 giờ tối mà các bạn biết là cái hình như cái quận Thủ Đức hay sao. Tức là bình thường là ở quận 1, quận mấy quận khác đặt đồ ăn dễ hơn sao. Quận Thủ Đức của bọn tôi. Tôi lúc đấy bảo với anh nhím. Anh ơi đói lắm rồi. Có mẹ thể gọi cái gì ăn đi anh. Đấy thì anh nhím gọi. Anh nhím gọi xong. Chị ơi cho em một con vịt quay, một con gà quay với cả 10 ống cơm lam. Đặt được 15 phút sau. Bên kia gọi. Dạ alo cho em hỏi anh phải vừa đặt đồ ăn ạ. Dạ đúng rồi đấy. Chị gọi gì đây? Dạ anh ơi bên em còn đúng 10 thanh cơm lam hết gà hết vịt rồi anh có đặt không anh? Gọi gà quay vịt quay với cơm lam hết gà hết vịt có mỗi cơm lam đúng. Đéo hiểu là ăn cái gì luôn mà các bạn. Thế là phải nhờ đoàn Garena gọi như là đi đóng bọn tôi mấy hộp mì tôm và mấy cái bánh giò. Đúng mà gọi gà gọi vịt với gọi cơm lam hết mẹ gà với cả vịt đéo hiểu ăn cái gì. Hết rồi rồi. Có thể nhiều ta. Sao? Riverfront quận 9 anh ơi.
View view bể bơi luôn được chưa các tình yêu ơi? View bể bơi luôn. Vlog không không được game show đâu. Mấy hôm nữa các bạn sẽ xem rồi. Hay phết. Wow. Đấy. Được chưa? Bể bơi luôn. Quá đẹp luôn. Nhưng biến lùi. Quay về. Vãi cái lều thật không hiểu sao. Anh em tôi đến rồi lúc sau nhìn ra xa xa kia có một cái sông. Ờ sông gì tôi không biết. Đúng không? River là ừ. Đấy riverfront. Nhìn ra sông, chứ không biết là sông gì. Mà tôi cứ tưởng là biển. Tối vãi lúa luôn. Ừ, hay phết. Nhã là sông Sài Gòn nào. Tôi đã đồ ăn là đói lắm không? Đấy, tôi đói quá. Đây, mấy ông anh đây. Vừa vào cái, ui hôm nay bọn tôi còn kiểu tranh cãi cơ. Tại vì ba anh em các bạn nhìn thấy đều trong những cái bộ này. Là quay cả ngày, chưa ông nào tắm cả. Tôi một ngày bọn tôi lĩnh hội lĩnh hội đủ gọi như là 11 tiếng nước mưa. Thêm 11 tiếng mồ hôi nữa là chưa ông nào tắm. Phòng thì có đúng hai cái khăn. Bây giờ quản tù tì xem ai đi tắm trước thì thôi. Cuối cùng quyết định là anh Khoa đi tắm trước. Xong rồi tự nhiên là tôi được tắm. Lúc đầu là anh Linh còn định đổi phòng cơ. Mà lúc sau không đổi nữa. Đấy biết là hai anh em bọn tôi thì gọi như là chắc là cũng thân. Lúc đầu định đi đâu đấy chả hiểu sao đòi lên phòng ở riêng tư chả biết. Thế là bọn tôi lại ở cùng nhau. À, đợi anh Khoa tắm trước đủ và vãi cả lều luôn mà các bạn nhìn quả gương này trông các bạn nhìn tôi hơi phản cảm, nhưng mà thực ra những cái gì trên clip này chưa phản cảm đâu. Tôi nói thật là các bạn là những cái gì trên clip này chưa phản cảm đó, các bạn chưa được nhìn thấy gì đâu, mới chỉ nhìn thấy là gọi là mờ mờ đằng sau thôi. Vãi cái lều thật lúc sau nhá, các bạn nhìn thấy kính như thế đúng không? Theo bọn tôi ở ngoài bọn tôi mới trêu anh Khoa ấy là một người đúng không, bình thường người khác bị trêu thì sẽ ngại đúng không, mà riêng anh Khoa anh ấy cắm thẳng anh áp vào cái gương ấy luôn. Thế tôi với cả nhím nhìn sang bên phải. No, holy fuck. Holy shit bro. Má không cầm điện thoại lên giờ chắc phải triệu, 10 triệu view đủ mà. Ông ấy, các bạn tưởng tượng nhá. Các bạn tưởng tượng cái kính như này này. Cái kính là như này này. Anh kìa. Anh Linh ơi. Đúng hiểu luôn, tắm rồi không xong. Lúc đấy là mốt tắm lắm rồi. Mẹ mong phải ngồi dưới cho thêm phải mẹ 30 giây nữa. Không cầm máy quay ra. Chết mẹ. Chết các mẹ đòn luôn. Holy shit bro. Đấy, xong bọn một tí xong bọn tôi ngồi ăn. Xong bọn tôi ngồi ăn các bạn ạ. Ăn cái này. Nhấp chạy được nhỉ. Đây, cơm lam là lúc sau cũng quyết định là gọi cơm lam. Tôi quyết định là gọi cơm lam. Ủa nhưng mà cái cơm lam hay lắm nữa. Cơm lam này là ở đây người ta cơm lam người ta hấp hay sao ấy. Tức là bình thường cơm lam tôi thấy là kiểu nướng là kiểu nó hơi cứng cứng một chút. Đấy xong cơm lam xong rồi không có gà không vịt thì bọn tôi phải gọi gỏi cuốn các bạn ạ. Ngồi ăn như này thế này ơi, buổi tối bọn tôi đói lắm rồi không có gì ăn cả. Thế ngồi ăn. Cơm lam là một cái cơm lam mà lúc đầu bọn tôi gọi 10 ống thôi. Tại vì có gà có vịt, lúc sau không có cơm không có gà vịt thế là anh Linh quyết định gọi 30 ống. Gọi cơm lam mà hết 750 mà các bạn. 750 tiền cơm lam. Đủ má 25.000 một ống các bạn ạ. Thì các bạn thử nghĩ xem mà đấy là đúng chưa? 30 ống cơm lam gọi cho cả tầng ăn mà các bạn. Hết 750 tiền gọi như là cơm lam luôn. Xong rồi úp mì tôm trứng với ăn. Ăn bao nhiêu người mà 30 ống á. Thì bọn tôi toàn ma đói, thì cả đoàn, thì còn cả ekip rất là mua cho ai ăn thì ăn thôi. Tại vì không chỉ mỗi mình bọn tôi quay cho bọn tôi mệt đấy. Mấy anh em ekip đi theo bọn tôi cũng mệt mà các bạn, mệt mà. Ừ, cái này cơm lam hấp trên nướng thì hấp mà, nên nó không giòn ấy. Nên nó không giòn các bạn ạ. Đấy, buổi tối tôi ngồi này, nhìn bảo về chùm cho các bạn, trông nghếu lắm mồi, 12 giờ đêm. Còn đây là cả trước khi đi ngủ. Con mẹ. Đây nhá, lúc đầu. Cái câu chuyện là này, đây cho các bạn thử hình dung cho nó dễ. Từ, cái giường đâu ta? Đây cái giường đây. Đây cái giường đúng không? Thì có mỗi ở bên phải là có một cái đầu cắm. Thì tôi có hai ông anh. Ông anh bên trái thì nằm ở đây, thì còn để điện thoại nữa, để làm gì thì không biết. Mà tôi ở bên phải tôi cũng phải sạc, tại vì tôi hết pin rồi. Anh Khoa lúc đầu là đuổi nhím mà, nhím ơi mày vô nhớ đi. Thì nhím bảo bố mày đéo. Đấy, bố mày còn sạc pin. Còn tôi ở bên phải tôi cũng cần sạc pin. Thế tôi lại được lấy cái lý do bảo em bé nhất thì các anh ở nhường em nằm ngoài đi, anh nào vào nằm giữa đi. Em trẻ nhưng mà em nhường các anh nhiều, các anh nhường em nằm ngoài phát đi. Đấy, thế là anh Khoa mãi mới còn không chịu vào giữa nằm. Thế bọn tôi mới wheel name quay phát xong, ra đúng anh Khoa. Má mà hợp lý quá thì anh Khoa lại vào giữa nằm. Thế là anh Khoa rào trước bọn tôi. Ê đồ má, tao nằm giữa tao đánh nhắm là không biết nghe. Y như rằng, ấy không phải cái này. Y như rằng các bạn ạ. Thối vã cái máu lở. Vừa nằm tắt đèn rết. Còn mặn đắp chân lên.
Ví dụ anh nấu mà nằm ở ngoài thì mặt anh mùi nó bay cửa sổ rồi. Thấy chưa? Phần theo phân tích của một nhà khoa học đến từ Thái Hà là ví dụ như mình nằm ngoài thì mình đánh rắm thì rắm nó sẽ ở ngoài, nó thoát ra ngoài cửa sổ rồi. Nhưng mà tuy nhiên anh lấy lý do là anh nằm giữa, cái mùi nó không thoát ra được nên anh phải đánh cái đủ ma thề. Đây các bạn nghe phân tích đi, đây này. Ví dụ anh nấu mà nằm ở ngoài thì mặt anh mùi nó bay cửa sổ rồi. Mà thúi không chịu được các bạn ạ. Holy shit. Đây. Xong rồi đây là buổi sáng hôm sau. 6 rưỡi là em Đép đặt báo thức cơ ngủ dậy rồi. Còn hai ông anh này đang ngồi ôm nhau. Em Đép biết là em Đép phải dậy trước. Tại sao em Đép phải dậy trước? Đéo phải là, thực ra cũng đéo phải là em Đép là một người dậy sớm đúng giờ đâu, chứ mà biết là cũng đi quay ấy. Thế là tôi thì mỗi lần cần cái gì tôi đều phải đi tắm. Tôi cảm giác là người tôi phải bẩn, tôi đéo làm được cái việc gì. Em Đép phải dậy trước. 6 rưỡi là em Đép dậy. Dậy trước là để hai ông anh này thôi. Tại hai ông anh này 7 giờ. Tôi thì mình đi, các anh cho tôi. Nhưng mà tôi được cái là ở nhà tôi có thể ngủ ngủ kiểu chuếnh chuếnh văng văng nhá. Tôi bí cay không bao giờ tôi dậy cuối luôn, tôi ăn dậy đầu tiên. Đấy, trừ một hôm ở Úc ngủ dậy có đúng hôm đấy là tôi ngủ quên mất tại vì tôi buồn ngủ quá, thế bị anh đội Missy sấy cho thôi. Còn lại là tôi đi với các anh, có anh nào ngủ chung phòng tôi ấy, mà tôi không phải ngủ riêng, tôi toàn dậy trước thôi. Tôi mà cứ đi ngủ hai người tôi toàn dậy trước thôi, mà tôi ngủ mình là tôi ngủ nướng, chả hiểu tại sao lại như thế. Ủa say khoa bảo anh dậy trước, phải liệu anh dậy đầu tiên mà. Đây anh chụp ai không còn nằm ngủ đây, vãi cả luôn, mà ai này ngủ khỏe lắm trời ơi. Đấy view buổi sáng này. Sời, quá đẹp luôn. Được chưa? Quá là đẹp luôn các tình yêu ạ. Holy moly, còn sâu nào các bạn đợi mấy hôm nữa nhá. Nhưng mà các bạn nhìn như này thôi. Là 6 rưỡi rồi tôi vừa tắm xong cái, đến đúng 6 giờ 50 tự nhiên là có mấy người xông vào phòng đủ má hết hồn luôn mà. Thế là mấy ông kia mới dậy luôn. Đây là cái gì đây? Đây. Đây bọn tôi thay đồ rồi. Thay đồ rồi xong anh ấy nằm. Nằm một chút xong. Đấy. Mà anh ấy ngủ đỉnh vãi lều. Tôi là ngủ là tôi phải nằm, tôi biết là tôi sẽ ngủ được khoảng tầm mấy tiếng đổ lên cơ thì tôi mới ngủ được. Đấy, còn mấy anh em nằm trên giường khoảng 50 phút thôi anh em có thể ngủ được rồi. Đấy, xong rồi nằm đợi xuống quay thôi. Nằm tí, hai ông ngủ luôn cả hai mà, vãi lều luôn. Ngủ luôn mà các bạn, ngủ ngon luôn chứ. Ai còn đây là lúc sáng. Những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ ngạch. 5 giờ sáng trông nghèo mãi lều thế. Buồn ngủ mà các bạn thề. Trông kiểu anh em này, trông đơ vãi lều luôn, thề trông kiểu thiếu thuốc ấy. Thế mấy anh em không phải ai cũng đơ mà các bạn, có phải mỗi bọn tôi đâu, thề ai cũng đơ mà. Đấy, cho các bạn biết là bọn tôi kiểu gọi là cống hiến như nào. Ai trông đơ, anh Khôi cũng đơ rồi. Đấy. À, ai cũng là anh có đang massage chân kìa, chuỳnh vãi lúa luôn mà. Đấy, xong rồi sáng đây. Đây là bọn tôi dậy ra quay thôi. Còn quay như nào thì hôm sau các bạn biết. Nói chung là cũng vui, mấy hôm đi quay cũng rất là vui. Đấy, có thể thiết bị truyền hình lần này quay các thể loại luôn. Quay ngoài sân, quay trong nhà, nắng ngủ các thứ, nói chung dầm mưa dãi nắng phết đấy, nhiều mini game phết đấy. Xong rồi lại lên phòng, được cái là đến ngày đầu thì bọn tôi quay hơi mệt. Nhưng đến ngày thứ hai thì quay cũng vui. Thế là tự nhiên là quay ngày thứ hai là cũng nhẹ nhàng hơn. Ngày đầu thì mệt lắm rồi. Đấy, quay cả trong nhà lẫn ngoài trời. Xong đây là lên phòng make up, quay mấy cái ao suộc nữa thôi. Đấy, máy quay tứ tung khắp tất cả mọi nơi luôn các bạn. Hứa hẹn nó là một game show là cũng khá là thú vị đấy. Được cái là cứ mỗi lần mà đợi set up từ bên này quay bên khác quay thì bọn tôi được lên phòng nghỉ. Em Đép lên thì nằm cho đỡ đau lưng. Còn đây, hai người anh trai yêu quý của tôi. Đấy. Ba anh ngủ nhanh vãi lều, tôi không ngủ được kiểu small nap kiểu 5-10 phút hay là 10-15 phút đâu. Hai anh cứ lên đặt lưng cái là ngủ, cứ hai anh cứ đặt lên lưng cái là ngủ. Đấy là đây nhá. Đây là 11 giờ này, các bạn chuyển sang ảnh nữa đúng không? Các bạn tưởng là cùng một suộc, nhưng mà không. Đây là xuống quay thêm một lần nữa xong lại lên ngủ tiếp rồi. Đấy. Thiếu ngủ trầm trọng này, ngủ liên tục luôn mà các bạn. Sợ bị giáp đít mà không ngủ được, không phải. Thật tôi mà ngủ, tôi biết là kiểu ngủ xong cứ bị thấp thỏm là ngủ sẽ kiểu bị 15 phút xong sẽ phải dậy đi làm một cái việc gì đấy là tôi ngủ, tôi không bị tĩnh tâm nên tôi không ngủ được. Đấy, tôi phải ngủ mà lúc nào tôi biết là tôi ngủ được sẽ ngủ cơ. Cái gì? Rồi vãi cái lều thật, các bạn thấy chưa? Đấy, qua bức ảnh các bạn thấy là nó hướng lên là hướng nào nhá. Tí anh Trúc. Vãi cả cứt. Ủa đấy.
Không đợi tí đến buổi chiều lại mưa. Mà các bạn biết là mưa như này nhá, tưởng mát thôi, nhưng mà thật ra nhá, mưa như này lại bị delay quay các bạn ạ. Ừ, mãi là không set up được ra ngoài trời, lại mưa, xong rồi lại vào nhà, lại ngồi đợi, lại set up lại. Holy moly luôn, mà thời tiết lần này đi quay là đúng không ủng hộ, nhưng mà được cái là nó mát, nó không bị nắng. Nó mưa vãi lều luôn. Xong quanh tầm trưa là bọn tôi có cơm đoàn. Cơm đoàn ăn các bạn ạ. Buổi trưa đói được bát cơm vào mồm đủ má ngọt như mía lùi. Mặc dù nhìn cơm như này thôi nhưng mà lại có rất nhiều rau. Mém đép bình thường ăn ở ngoài ấy lại không có rau. Thế là gọi như là được tí rau vào người, thế là nó mới gọi như là linh láng. Đấy, bọn tôi lại ngồi quay tiếp. Xong lại quay thì lại không gọi như là đâu đấy. Các bạn nhìn này, đến buổi chiều đây này. Đây là được, nó đỡ mưa rồi, chắc đây buổi chiều. Đây là quay này. Toàn nhà xô nước rồi các bạn. Bão mà, bão vãi lều luôn thề. Bão kinh khủng khiếp luôn mà. Đấy, bão liên tục luôn. Bão liên tục tục mà. Đấy, xong rồi quay xong rồi đến là tầm khoảng 4 giờ chiều là bọn tôi check out. 4 giờ chiều bọn tôi check out lần này, FCL rất chịu chơi. Tôi ở Sài Gòn chỗ quận 1 là FCL book cho tôi một khách sạn. Xong đi ra kia book thêm một cái nữa để quay. Quay xong lại về nó vất về khách sạn cũ luôn. Thế là coi như là bọn tôi còn ngủ lại cơ, ngủ lại một hôm. Đấy là hai cái chỗ khác nhau mà vẫn giữ phòng. Đúng quá là này, em sau live đúng chơi luôn các bạn. Ờ mà ở cũng thoải mái. Xong rồi 4 giờ là bọn tôi di chuyển ra sân quay lớp. Đấy lại mưa suốt ngày. Đấy quay đây là đóng 8 giờ tối rồi. Đây là anh Quang với cả Bông Min. Đấy đến tối được cái lần này tôi đi quay lại rất thích mấy cái món kiểu nước này. Nước này. Đấy suốt ngày SK chở dầu á. Nhưng mà được cái là chế độ đãi ngộ cũng tốt. Nhưng mà ý là về mặt gọi như là đồng ra đồng vào thì có được đồng nào đâu, nó được một số quyền lợi khác. Đấy, nhưng mà quyền lợi đập thẻ thì không lên. Lần này tôi đi tôi cứ gặp bạn Mi Khôi với cả chị Thảo. Anh ạ, chị ạ, em nói thật em đập có bách khăm. Mà em đập mẹ 10 vào sự kiện của em 2 lần không lên lần nào. Thế chị bảo, xong rồi đấy, đây nhá, tôi nói một câu cái. Xong rồi sẽ có những người như kiểu anh Khoa là anh ai hay thắc mắc. Anh mỗi lần anh gặp chị Thảo, chị ơi, em thấy có người đập CC cổng 8 là nứt lùa gà có bên chị đúng không? Là bên chị là cài vào đấy lùa bọn em nạp tiền, lùa người chơi nạp tiền đúng không chị? Thế chị Thảo mẹ gặp mấy câu hỏi hóc búa như thế. Chị Thảo chắc chắn là lần nào bảo: "Em ơi, em phải tin bên chị Liêm chứ. Đó là có người đập lên thiệt mà chị còn không biết luôn." Đấy, thì anh Khoa anh cứ hỏi là có phải là nick lùa gà bên FC Online cài vào không, nhưng mà câu hỏi trả lời lúc nào cũng là không. Đấy, anh hỏi thẳng luôn mà có phải là bên chị là kích cầu cho bọn em nạp tiền hay là không thôi. Đấy, rất là tò mò. Nhưng mà chị lần nào chị cũng bảo là bọn chị nó rất là liêm, là nó có tỷ lệ thật, nó có người đập lên thật, có người không đập lên. Đấy quay xong đến 10 giờ tối lang bạt rồi. Đấy xong mai đến gọi như là 11 giờ mới gọi như là về đến khách sạn. Đây là tôi với anh Khoa về đến khách sạn tắm rửa cái. Đây lùm má lại tắm rửa cái các bạn ạ. Xong rồi mới được đi ăn. Mới gọi đi ăn, nhưng mà đi ăn lần này bọn tôi không đi ăn ở quán bình thường. Tôi đi ăn ở một chỗ có cả nhà kẹo mẹ tưng bừng luôn. Tôi quên mẹ tên ở chỗ đây là cái gì rồi. Vừa ăn vừa gọi là đánh DJ phải luôn. Thế mà ảo ma căn đa chứ. Đây xong ngồi đợi anh Ben xuống. Đây anh Ben bảo bọn tôi ngồi đợi mãi không thấy anh Ben đâu. Thế bọn tôi mới hỏi anh Ben ơi, anh xuống chưa? Anh Ben bảo đây đang trong thang máy. Đi mẹ tôi quay ra chỉ cho bô ngay. Anh nhìn cái thang máy kia nó có đéo chạy kìa. Anh bảo anh trong thang máy. Thế anh Khoa bảo má để ta chụp lại đấy. Anh bảo anh đang trong thang máy. 15 phút không thấy đâu. Nhìn bọn tôi nhìn qua cái thang máy cả khách sạn đúng một thang máy còn đéo chạy cơ. Đang trong thang máy đủ mà trêu thật. Thang máy đây một cái tầng 9 một tầng G đéo có cái nào chạy luôn mà. Đang trong thang máy mà các bạn. Vãi lều luôn mà. Chôn thật sự luôn. Đấy. Xong rồi đi ăn xong rồi đi ngồi uống rượu lai dai tí. Bọn tôi có qua nhà em Xoài Non đâu lắm không gặp. Đấy qua nhà em Xoài, đi qua căn nhà mới của em Xoài. Ui. Chung cư nhưng mà quách select. Ui nghe bảo giá thuê mấy chục một tháng các bạn. Nhưng mà công nhận là cái chung cư Sài Gòn nó đẹp thật. Chung cư Sài Gòn gọi là chất thật. Ừ, chất vãi lúa luôn. Đấy, rồi sáng hôm sau bọn tôi đi về thôi. Đấy, đi về đây hôm qua. Đấy, ra sân lần này tôi ra sân bay sớm nhất và anh Khoa. Đấy, 10 giờ đi rồi, thế là lần này tôi đổi meta. Tôi không ăn phở nữa, tôi ăn bún. Bún bò Huế các bạn ạ, full mà em topic đủ mà. Tôi đổi ý rồi, lần sau tôi ra sân bay tôi không ăn bún. À phở nữa, tôi ăn bún. Tôi cảm giác là bún là cũng gọi là mắc topping các bạn ạ. Đủ mà, nhưng mà cái nước bún bò ở sân bay cũng bình thường, không phải là VIP nhất. Đấy, xong đi ăn một lúc đây, có mấy anh em mới đến xong đi về của bọn tôi. Ui, nhưng mà ra thì sân bay thì bọn tôi gặp một trường hợp là của anh Ben. Anh Ben bảo là không hiểu sao cái chuyến của anh Ben là tại vì lúc đi anh Ben không book của bọn tôi, còn chuyến về là bên FC Online book. Thì cái chuyến đi anh Ben không vào. Thế là bên tự nhiên nó chuyến về, thế là người ta bảo là bị không phải bị full hay là bị như là bị mất rồi. Bị gọi như là hỏng
là booking rồi hay là mã đặt vé gì đấy thì người ta chuyển anh Ben xuống 2 giờ xong còn phải đặt thêm. Thế tôi bảo ủa sao anh Ben không làm căng, tại vì dặn, tại vì là hôm trước là tôi vừa bị xong Vietnam Airlines, tức là cái chuyến đi là tôi đổi giờ thôi, đúng không? Tôi đổi giờ. Thế xong rồi tôi bay về tôi vẫn giờ như thế, còn chuyến đi tôi đổi, tôi tranh phí đàng hoàng. Xong tôi bay từ Sài Gòn về, cũng từ Sài Gòn về Hà Nội, Hà Nội vào Sài Gòn, xong rồi Sài Gòn về Hà Nội, đúng không? Thì người ta bảo là chuyến của anh full book rồi, không thấy cốt chuyến hiệu, em chuyển cho anh xuống giờ khác được không? Thế tôi mới kiểu bảo là không được. Ok, làm sao mà có chuyện để được bên Vietnam Airlines? Thì tất nhiên như ba cái hãng khác, ví dụ như cái kinh nghiệm bay của tôi, kể cả những cái hãng bay nước ngoài thì là rất hay overbook, tức là một chuyến bay nó chỉ có 300 chỗ thôi nhưng người ta sẽ bán ra khoảng tầm 310 cái vé hay là như nào đấy. Ấy thế đó, những người nào mà kiểu ấy sau cái là bị đẩy ngay, thế mình phải làm căng căng một tí. Thế anh mẹ chả làm căng, cái tự nhiên là phải đi mua thêm cái vé mới, xong rồi bị 2 giờ chiều mới về các bạn ạ. Vãi lúa luôn, trời đất ơi. Cũng may là bên FC Online rất là nhiệt tình, bảo là ấy cái vé đấy luôn. Đấy, còn đây là mấy anh em được về cùng chuyến bọn tôi. Hơi giống anh Babyred thật, công nhận hơi giống anh Babyred thật. Đấy, xong có lúc đây là lúc mà tôi đi anh Ben vẫn ở lại ăn mà thương vãi lều, vừa phải mua vé mới vừa phải ở lại đợi thêm 2 tiếng nữa mà các bạn vãi lều luôn. Đấy, ngồi ăn phở một mình, xong bảo thôi có gì anh đợi em nhím. Đấy, xong rồi về đến Hà Nội thôi. Về Hà Nội hôm qua là tôi tiện tôi tạt qua ăn cả mẹ tôi một bữa, hôm qua bố tôi lại đi có việc đi tiếp khách. Thấy mẹ ở nhà mình, thế tôi cả con vợ Tín là qua ăn cả mẹ tôi cho vui. Bim thì gọi như là đi du học đúng không? Thế mẹ tôi ở nhà mình qua đóng với cả mẹ ngay. Hôm qua đây là cũng phải gọi cho con Bim thêm một tiếng nữa. Gọi ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột. Bảo là em học chăm lắm. Thế mà hôm qua mẹ tôi khen chứ. Ui, không hiểu dạo này Bim nó tiêm gì vào mẹ. Mẹ tôi cái đợt mà con Bim ở Việt Nam, mẹ tôi bảo tôi, ôi con xem con Bim thế nào, nó lười lắm, nó học nó có học đâu. Thế xong tự nhiên hôm qua ngồi, cái này là không nói cho Bim biết, chưa gọi cho Bim nữa. Mẹ tôi bảo sao con này ở Việt Nam nó học rốt, thế sao bây giờ nó học chăm thế con nhỉ? Con bảo là con có biết đâu, học chăm mà tốt thì sao mẹ nó lo làm gì. Nó bảo không hiểu sao lúc đầu ấy thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, mẹ không nghĩ nó cao thế đâu, mẹ tưởng nó phải 3 điểm cơ. Mẹ thế nào lúc đi thi nó được 8,8 toán thì mẹ cũng vui ấy, không như con ngày xưa. Mẹ bảo mẹ đùa con ngày xưa. Thế mẹ tôi mới kể cho thằng Tín là ngày xưa mẹ tôi có một cái nỗi sợ nhất, là một trong những cái lý do mẹ tôi cho tôi đi năm lớp 11 là mẹ tôi sợ tôi mẹ tôi không phải là sợ tôi thi điểm kém, mà mẹ tôi sợ tôi vào kỳ thi gọi như là tốt nghiệp cấp 3 hay là thi đại học ở Việt Nam, tại vì mẹ tôi biết là tôi không phải là một thằng thi tốt, thi tức là có tâm lý vào phòng thi tốt ấy, tại vì mấy đợt thi các bạn biết là điểm thi vào cấp bảng tôi không có cao, tức là thấp quá như kiểu là 1-2 điểm thì không phải, nhưng mà tôi thì tôi đi thi tôi bị gung, với cả thực ra là kiến thức của tôi nó cũng lờ mao không chắc. Thế là mẹ tôi sợ tôi phải thi, thế là mẹ tôi lớp 11 đuổi cổ tôi qua bên kia. Không cao bằng thấp, thì thấp mà, nhưng mà vẫn đỗ, thế mới hay chứ. Hài vãi lều, ủi, trời tốt nghiệp thì không trượt được, điểm tôi học làm sao đến mức đấy. 2 điểm là điểm liệt đúng không? Ý là sợ ghi, tôi hiểu ý mẹ tôi là thi tốt nghiệp đúng không? Thế là mặc dù đợt đấy kể cả đi du học, nhưng mà tôi tốt nghiệp xong cũng ra được cái điểm. Điểm xong ở Việt Nam mà bao nhiêu người ở Việt Nam thi tốt nghiệp xong rồi kiểu người ta có 8-9 điểm, mẹ tôi nhìn tôi áp lực lắm, điểm toàn gọi như là thi toàn 7 với cả 6 rưỡi thế này đúng không? Ví dụ được một môn, ví dụ bây giờ tôi được một môn Anh tôi cao đi, môn hóa, môn sinh hay là môn gì đấy chẳng hạn, không bằng kiểu con nhà người ta. Cái mẹ tôi hôm qua tôi bảo mẹ tôi ẩm may thật là con đi từ năm lớp 11, chứ mẹ ngày xưa giấu con đi không hết, thế là mẹ tôi cười nhỉ. Đấy, mẹ tôi cười ngay các bạn ạ. Thế là cũng tế hôm qua người nói chuyện được cả mẹ một tí, lâu lâu được ăn cơm, mẹ tôi gọi sushi thế về. Điểm thế là thấp rồi anh á, thì thấp mà anh có bảo là cao đâu. So với cả anh nhận luôn là so với cả anh em học ở Việt Nam anh điểm thấp mà thực, nhưng mà thực ra anh luôn tin là mình không phải thằng rốt. Anh ngày xưa anh chưa bao giờ rốt luôn, anh chưa bao giờ cảm thấy mình gọi là rốt, anh chỉ cảm thấy mình lười thôi. Thế anh lười thật thế đó, chứ anh chả bao giờ rốt cả. Anh mà ngồi học thì cũng 8-9 thôi, nhưng mà không phải là vênh nhá, nhưng mà chẳng qua ngày xưa tôi đéo chịu học ấy, nhưng mà bây giờ thấy lớn thì hối hận mà ước gì mẹ ngày xưa quay về mẹ học cả chăm hơn thôi, chứ không phải là ấy hơn cái vã cả liều. Thế này ông nào được đi học đi nhớ đấy nhá.